này ngang nó là 14 nha. Chiều dài chiều ra của nó là 22 ha. 23. Chiều cao của nó là cũng 23 luôn ha. Con này ngoại hình còn đẹp, máy móc thì em không thấy nguyên zin nha, em thấy bị gắt tem mà. Con này điện 220 ha. Giá nguyên bộ là 250.000. Giờ em quay ngoại hình trước cho quý khách xem ha. Lớn lớn chút cho quý khách nghe luôn. Này lo này nó lai ha, không phải có Smart ha, cái này là Hansi gì nè. Chép được ha. Nguyễn Vinh Thạnh, thành phố Cần Thơ ha. Chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Nay em test bộ lo Smart Line ha. Smart cái này Hansin gì đó, Line ha. Nhưng mà nghe còn ok ha. Dây rất là dài nha. Dây lo rất là dài. Chùm luôn nè ha. Bộ này thì điện 220, em bán giá công khai là 250.000 chưa bao gồm phí ship. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự có nhu cầu mua dùng xài á, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em nha. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.